Hôm nay là Hà Bưởi Ngon đang tiếp khách hàng ăn bưởi và tư vấn kỹ thuật, thì cũng mới ra viện Bộ Y tế, viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là kiểm nghiệm một số giống bưởi mà Hà Bưởi Ngon cung cấp cây giống cho bà con. Đó là bưởi đường chín sớm, bưởi Ngọc Minh Khuê, đây là bưởi Ngọc Minh Khuê và bưởi Quế Dương. Bưởi Quế Dương đây. Cuối cùng là bưởi Diễn. Thì bà con có thể nhìn thấy hàm lượng dinh dưỡng Hà Bưởi Ngon đang quay ở trên video. Thì nói qua một chút về bưởi đường chín sớm là cái hàm lượng đường là cao nhất. Hàm lượng đường độ pelit là 19 độ đây. Độ pelit. Còn hàm lượng chất xơ thô là 0,76. Vitamin C là 152, tức là cao nhất trong tất cả các giống bưởi. Vitamin C và hàm lượng vitamin B1 là 39,3. Đấy là bưởi đường chín sớm là ngọt nhất mà các chú vừa xong các chú ăn đấy là ngọt nhất. Đấy, xong thì đến cái bưởi Ngọc Minh Khuê là cuối cùng đây. Ngọc Minh Khuê đây. Đây, đây là bưởi Ngọc Minh Khuê mà chú ăn cuối cùng nhá. Thì các chú ăn cái bưởi đấy các chú cảm nhận nó như thế nào? Nó có một cái đặc biệt lắm, nó khác tất cả các loại bưởi khác. Nhưng ăn cái đặc độc đáo của nó là nó độc vị luôn. Nhưng tức là vì hương của nó. Cái hương vị của nó như là cái hương vị của cái mùi thơm của hoa bưởi. Độ ngọt cứ từ trên 10 độ pelit là thuộc dạng ngọt, rất ngọt rồi. Còn thường thường nếu mà đi kiểm tra như cái bưởi nó dài trái chum này nó chỉ được khoảng 8 độ pelit thôi này. Đấy. 8 độ pelit thôi. Ăn nhạt. Nhạt. Đấy. Mà chú ăn đây nhá, đây là bưởi Ngọc Minh Khuê. Thì cái độ pelit của nó là 12,3. Không, đường nhất, đường chín sớm là nhất 19 độ. Pelit, còn đây là Ngọc Minh Khuê 12 độ. Và cái hàm lượng chất thô là 0,77%, hàm lượng vitamin C là 72,9%, hàm lượng vitamin B1 là 56,8%. Đấy là cháu còn kiểm định cho dinh dưỡng luôn cho tất cả các giống cây của cháu cung cấp. Nhưng mà đặc biệt đây này, cái bưởi Quế Dương thì là cái độ đường cao này, độ đường bưởi Quế Dương đây là 13,6% này. Chất xơ thô là 1 này. Vitamin C là 78,1 này, hàm lượng vitamin B1 là 46 này. Vitamin B1 cao nhất của bưởi Quế Dương là cao nhất. Đấy. Còn đây là bưởi Diễn này, tất cả những giống bưởi quý cháu cung cấp ra thị trường là cháu làm cái xét nghiệm này để cho bà con trồng bưởi của cháu có một cái cơ sở khoa học. Nghĩa là khi mà nói đến cơ sở khoa học đấy là chứng minh bằng khoa học, chứ không phải mình ăn xong mình nói nữa. Có khi chú ăn bưởi chưa ngon ở nhà chú nhưng chú đã khen rất ngon rồi, nhưng khi xuống nhà cháu là chú lắc đầu luôn rồi. Đúng chưa? Thì khi mà cháu làm cái chương trình cháu xét nghiệm cái sản phẩm của cháu để cung cấp cái giống cho bà con, là cháu xét nghiệm để cháu chứng minh cho bà con là mình đang trồng một cái giống quý. Và cái hàm lượng dinh dưỡng có ở trong này là đây, bưởi diễn là thường là bà con bảo ngọt nhất đúng không, thì nó chỉ đạt 16,1%, tức là vẫn thua bưởi đường chín sớm ba phần đấy. Bưởi đường chín sớm xong thì hàm lượng chất thô là 0,67. Hàm lượng vitamin C của đường của bưởi Diễn cũng khá là cao, 78,6%. Hàm lượng vitamin B1 là 56, cũng rất là cao đấy, nhưng mà thua kém nhất vẫn tốt nhất thì nó vẫn là đường chín sớm đây. Đây bưởi đường chín sớm. Thì đường chín sớm là độ pelit của nó là 19%. Đây cái vitamin B1 thì ít hơn bưởi Diễn. Đấy, bưởi Diễn là hơn 50. Đây, bưởi diễn là 56. Này. Đấy, nhưng mà mỗi cái giống bưởi nó có một cái đặc điểm, nhưng đặc biệt là vitamin C của đường chín sớm thì cao nhất. 152, nó gấp đôi bưởi Diễn. Vitamin C đấy. Nên là cháu làm cái xét nghiệm như thế này là bằng chứng khoa học để cho bà con yên tâm. Đấy. Người ta có câu là trong nghe không bằng một thấy mà. Đấy. Về đây mới thấy này, được nếm thử này. Mới thấy đúng thật sự. Không đi đúng là không thể biết. Đúng rồi. Mà đúng cháu là, khi... Cứ tưởng mình là oai nhất, là to nhất, cao nhất. Đấy, chú cầm cho cháu cái quả bưởi cao thành ở trên màu xanh xanh lên và một quả bưởi Diễn vàng đấy. Cái quả chú cầm quả xanh chính là cái quả bưởi mà cháu khuyên bà con tuyệt đối không nên trồng. Đấy là giống bưởi nái dài trái chum. Còn cái quả chú ngửi đấy là quả bưởi Diễn. Tròn. Đấy.
đây thứ này. Đặc biệt của cổ bưởi diễn đây này. Cái quả này không có mùi này, đây là cổ bưởi diễn. Cho nên là nếu, khi cháu làm những cái phép so sánh đấy, là cháu lấy chính cái khách hàng của cháu như là các chú, các bác, các cô và các em đây đã ăn bưởi nhà cháu, và cháu lấy cái so sánh của những giống bưởi để cho mọi người nhận biết được giống nào tốt và giống nào không tốt để thải loại, và giống nào tốt thì ta phát triển. Thì cũng là cái công chăm sóc và trồng từng ý cây, chăm sóc từng ý năm. Nhưng ví dụ quả bưởi diễn này, ví dụ bán 50.000, cái quả kia bán 10.000, mà cùng là cái công chăm sóc, cùng là từng đấy đất, đúng không? Thấy chưa? Khác chưa? Cho nên là cháu bảo là trồng cây quan trọng nhất phải tìm nguồn gen giống, xác định được nguồn gen giống nào chuẩn trồng, sau đó phải xác định cái người cung cấp cây giống. Bởi vì là ông nào bán giống cũng sẽ có tất cả các giống trên thị trường, nhưng ông có thật hay có dối thì phải xác minh là phải được ăn cái giống đấy. Ví dụ như là ông ở bên nơi khác, không phải ở khu vực chúng cháu, mà bảo có quả bưởi đường chín sớm thì phải được ăn, có giống phải được ăn, hoặc ra học viện nông nghiệp, phải không? Thì tôi chưa biết giống đấy như nào, tôi nghe rất ngon, thì ông bảo ngon lắm, độ đường như thế này, độ đường người ta xem cái video của cháu người ta sẽ biết độ đường, người ta xem của cháu người ta sẽ biết được đặc tính, nhưng mà ăn quả thì phải có để chứng minh được rằng là ông có giống đấy. Cái quan trọng nữa đó là cái mắt ghép, ông phải nhìn thấy, quay video lưu lại nút cắt mắt ghép, bởi vì nút cắt mắt ghép chính là cái nút mà quả nó đang có ở trên cây. Thì cái giống cây đấy mình cắt mắt ghép là người ta quay video là cái cây đấy già lâu năm thì nó mới có quả, mà quả sai hay không người ta nhìn thấy đấy. Cái đấy là cái yếu điểm nhất của người sản xuất cây giống. Bởi vì đa phần từ học viện nông nghiệp các kiểu người ta đều mua mắt ghép, hoặc là mua cây giống ở ngoài bán ở đấy, chỉ là giống như một cái chợ thôi, kinh doanh hết lại mua, hết lại mua. Còn như cháu hết rồi là thôi các bác đợi năm sau. Đấy, nó hôm nay có còn giống của anh? Còn một ít. Thế quả nhỏ nhỏ đấy là bưởi gì đấy anh? Bưởi đường chín sớm, tí nữa anh gọt cho ăn. Đấy. Thì các bác đến đây là các bác được cháu tư vấn cho các loại bưởi để mà biết phân biệt được rồi nhé. Đấy. Và cái quan trọng nhất là cháu cho các bác cái kỹ thuật. Ví dụ tí nữa là cháu in cho mỗi người một bản kỹ thuật chăm sóc cuối năm. Là đến nhà cháu là cháu in ra cho. Nhất là chuyện đó. Là cháu in cho, là cháu phân tích cho rất kỹ từng thời điểm nào làm gì là cháu in ra giấy, cháu cho khách hàng. Đấy là cách cháu tri ân khách hàng. Cảm ơn. Đấy. Tuyệt vời.